Messi đeo đồng hồ Louis Vuitton khi đoạt quả bóng vàng 2023. Lionel Messi tạo điểm nhấn phong cách với đồng hồ Tambu của Louis Vuitton khi nhận quả bóng vàng thứ 8 hôm 30 tháng 10. Những ngày qua, Messi là tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt 8 quả bóng vàng. Trên nhiều diễn đàn bóng đá, fan ca ngợi thủ quân Argentina, liệt kê những kỷ lục và bàn luận phong cách thời trang của anh tại gala trao giải ở nhà hát Châtel, Paris, Pháp. Messi trung thành với phong cách lịch lãm, phối sơ mi trắng với suit đen partner. Ngoài nhẫn cưới, siêu sao 36 tuổi tạo điểm nhấn với đồng hồ Tambu, thiết kế kinh điển của Louis Vuitton. Phiên bản Tambu 2023 mở ra chương mới sau hơn 2 thập niên chế tác đồng hồ của Louis Vuitton. Cụ thể, lần đầu thương hiệu giới thiệu dây đeo tích hợp và bộ chuyển động độc quyền do nghệ nhân xưởng La Fabrique du Temps Louis Vuitton phát triển. Tambu được nâng lên tầm cao mới, chú trọng từng tiểu tiết. Phiên bản bằng thép và vàng cùng ra mắt trong năm nay, đường nét mảnh hơn, được nhà mốt ví tựa dòng nước ôm lấy cổ tay. Dây đeo hòa quyện, trở thành một phối hợp nhất với mặt số tròn. Cổ máy còn ghi điểm ở chi tiết nghệ thuật cân bằng không gian. Các cọc số được mài vát cân đối, đánh bóng, mang lại hiệu ứng thị giác và tăng khả năng xem giờ tối ưu. Sự khác biệt độ cao giúp mọi người dễ dàng đọc giờ nhờ sự phản chiếu ánh sáng lên từng điểm nhìn. Messi lần đầu vô địch World Cup năm 2022 ở Qatar là cầu thủ hay nhất giải. Trong gần 20 năm thi đấu đỉnh cao, anh giành hết mọi danh hiệu cá nhân và tập thể. Siêu sao giành 8 quả bóng vàng, các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên nhận giải thưởng cá nhân danh giá này khi thuộc biên chế một câu lạc bộ ngoài châu Âu. Anh rời PSG, chuyển sang khoác áo Miami từ tháng 7, giúp câu lạc bộ Mỹ đoạt League Cup, cúp đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra, anh còn có nhiều kỷ lục khó lật đổ gồm ghi 91 bàn trong một năm dương lịch 2012, 82 bàn trong một mùa giải 2011-2012, 50 bàn trong một giải đấu 2011-2012, 19 trận liên tiếp ghi ít nhất một bàn thắng 2012-2013, 474 bàn ở La Liga, 6 lần giành chiếc giày vàng châu Âu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.